Trong video này mình sẽ chia sẻ những cái bí mật của hệ điều hành KOS nha các bạn. Mình đã làm cái video đánh giá chi tiết và nói về rất là nhiều về những cái điểm yếu của cái hệ điều hành KOS này rồi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái bí mật của nó. Nếu bạn nào đang sử dụng các thiết bị của KOS thì các bạn có thể làm thử xem có được hay không ha. Rồi, đầu tiên thì KOS sẽ có tính năng chụp màn hình nha. Và cái cách chụp thì các bạn sẽ bấm cùng một lúc là cái phím sao và phím thăng này nha các bạn. Đó, nó để là ảnh màn hình đã được chụp nè ha. Với tính năng mà chụp màn hình được tích hợp sẵn như thế này thì cũng rất là tiện ha các bạn. Ví dụ như các bạn lướt web đi, các bạn thấy những cái trang web, những cái thông tin gì mà hay mà muốn chia sẻ cho bạn bè thì các bạn có thể bấm sao và thăng cùng lúc để chụp màn hình ha. Đó. Sau khi các bạn chụp xong màn hình đó mà các bạn muốn xem lại hoặc các bạn muốn chia sẻ gì ha thì các bạn có thể vào ở bên trong bộ sưu tập ha. Chúng ta sẽ vào bên trong bộ sưu tập và các bạn có thể thấy này đó, những cái tấm ảnh mà chúng ta vừa chụp lúc nãy nè ha các bạn. Đó, nó nằm ở đây ha. Để mình xem cái độ phân giải coi, nó sẽ chắc chắn nó sẽ bằng dưới màn hình rồi ha. Thông tin tập tin. Đó, kích cỡ chỉ có 25 KB thôi. Và cái định dạng ảnh chụp của nó là PNG nha các bạn. Cái độ phân giải của nó đúng bằng cái độ phân giải màn hình là 240x320 nha các bạn. Đó, thì ví dụ như các bạn lướt web, các bạn thấy những cái câu châm ngôn, những cái câu gì hay hay mà muốn chia sẻ với bạn bè thì các bạn có thể dùng cái phương pháp chụp màn hình này để chia sẻ ha. Như mình đã nói thì hệ điều hành KOS nó sẽ không có hỗ trợ copy văn bản ha. Thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này. Và mình phát hiện là trên Nokia 63004G còn một bí mật nữa nha. Đầu tiên các bạn nhìn nè, không có đèn LED nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở phá nè. Bây giờ mình sẽ mở phá nha. Và nếu như các bạn gán cái phím này á, cái phím này là cái phím nhanh để cài đặt nha. Các bạn gán nó và các bạn bật nhanh lên trên. Đó, là đèn LED phía sau sẽ tự mở ha. Đó, một cái vấn đề rất là lạ luôn. Đó, các bạn bấm vô, các bạn bấm nhanh lên phía trên. Đó, là đèn LED tự động mở ha. Mặc dù là hệ điều hành KOS không hỗ trợ copy văn bản nhưng mà rất là bất ngờ nó lại hỗ trợ copy tập tin nha. Các bạn vào quản lý tập tin nè. Đó, rồi các bạn có thể là chọn, ví dụ như đây mình có một cái tấm ảnh nha. Các bạn chỉ cần bấm tùy chọn nè, rồi sao chép ha. Và ví dụ như các bạn muốn paste nó vào trong đây đi, các bạn chọn dán. Rồi, nó đã dán cái file hình này vào đây ha. Thì mình thấy cái tính năng này thực sự không cần thiết nha các bạn. Tại vì đối với cái file hình á, chúng ta có thể chọn di chuyển vào bên trong. Mà cái tính năng sao chép này tốt hơn là nên để dành cho cái việc mà sao chép văn bản chứ không phải là sao chép tập tin này ha. Thì ngoài cái việc sao chép tập tin thì nó còn có khả năng là sao chép cả thư mục luôn ha. Sao chép cả thư mục luôn. Đó, thực sự thì mình thấy không cần thiết. Còn nói về cái vấn đề sao chép văn bản thì KOS không hỗ trợ sao chép văn bản nha. Nhưng mà khi các bạn vào ở trong cái phần WhatsApp nè, mình sẽ vào phần WhatsApp cho các bạn xem ha. À, đâu rồi, WhatsApp. À, đó, ví dụ mình sẽ sử dụng WhatsApp nha. Và ở đây có một cái tin nhắn này từ cái số lạ quắc lạ quơ gửi tới ha. Và các bạn, mình sẽ chọn cái tin nhắn này nha. Và các bạn tùy chọn. Đó, nó có trả lời nè, xóa nè, chuyển tiếp nè, gắn sao chép nè các bạn. Nó có lệnh sao chép nha. Đó, tức là chúng ta có thể sao chép cái văn bản này vào bên trong, ở trong cái ứng dụng WhatsApp ha. Và các bạn có thể là tùy chọn nè, dán. Đó, và các bạn gửi cái thông tin này đi ha. Đó, thấy chưa? Cho nên là khi mà các bạn sử dụng WhatsApp, các bạn có thể sao chép cái đoạn tin nhắn của người khác để gửi cho những người khác nữa ha. Thì cái tính năng này chỉ có thể là copy và dán ở trong ứng dụng WhatsApp thôi. Và giả sử mình copy đi, giả sử mình cũng copy cái này nha. Rồi, lộn, không phải là gắn sao. Giả sử mình sẽ copy cái văn bản này ha, sao chép. Rồi mình sẽ thoát ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ thoát ra ngoài và mình dán nó vào tin nhắn thường thử nha. Mình sẽ dán vào tin nhắn thường thử ha. Đó, thử rồi, tùy chọn nha. Đó, thấy không? Không có một cái lệnh dán ở ngoài nha bạn. Tức là chúng ta có thể dán chỉ trong ứng dụng WhatsApp thôi. Giả sử mình copy rồi mình dán vô cái phần ghi chú cũng không được nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào ứng dụng WhatsApp và đó, cái lệnh dán này vẫn còn ha. Các bạn chỉ cần dán ra và gửi thôi. Tức là các bạn thoát ra ngoài rồi các bạn vào lại WhatsApp thì các bạn vẫn còn sử dụng được cái lệnh dán ha các bạn. Nhưng mà không thể dán qua phần ghi chú, không thể dán ra tin nhắn ha. Đó, các bạn lưu ý cái vấn đề này ha. Rồi, hy vọng là cái video này sẽ hữu ích các bạn ha. Và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.